Rồi, hello mọi người nha. Việt Lao TV đây. Rồi, hôm nay mình inbox không? Ổ SSD. Trong cái thời buổi SSD đang tăng giá ha mọi người. Đây là ổ 240 GB. Thì mình mua trên Tiki á, là 710.000. Rồi, giờ mình sẽ khui giới thiệu với mọi người ha. Coi mọi người biết ổ gì không ha. Chính hãng nha mọi người. Rồi mình có để cái link ở phần mô tả đó, mọi người có nhu cầu thì click vào ha. Rồi giờ mình khui cái đầu tiên nha. Mua 3 ổ về xài. Trước Tết thì nó rẻ nhưng mà sau Tết thì nó bị dịch nè, Corona nè, cho nên nó tăng giá ha. Kỳ này nó gói kỹ dữ vậy ta. Rồi mình sẽ lấy nó ra gỡ xuống đây. Đây. Chính hãng ha mọi người. Xuất xứ Đài Loan đàng hoàng. FPT ha. Đó, đây là ổ mắt to Z1. Thì mắt to là một cái thương hiệu ổ cứng rất nổi tiếng ha mọi người, khoảng thời kỳ đầu á, sau này hình như là Seagate họ sở hữu ha. Đó, 240 GB ha. Đây, bảo hành 3 năm chính hãng. Đây. Tem đàng hoàng ha. Đây, 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 cái này quan trọng nè. Đó. Xác nhận sở hữu luôn ha mọi người. Của Seagate ha. Rồi, giờ mình khui ra cho mọi người xem nha. Cái hộp lớn, xong có con cái hộp nhỏ ở trong nữa ha. Nhìn rất là chuyên nghiệp nha. Cái tem này luôn coi. Chà, cái tem này nó hơi phức tạp. Đây đây đây. Ồ, đóng gói nhìn rất là chuyên nghiệp nha. Rồi, quá trời ngôn ngữ luôn ha. Đây là nhân vật chính. Đây bên Tiki đó họ sẽ xé ra ha, nhắn tem ha, chưa lấy ra luôn nha mọi người. Rồi. Đấy, một cái đầu này đó, biết quá. Rồi rồi store ha, tem bảo hành. Rồi mình xin nhắc lại, mắt to là một cái thương hiệu lớn lâu đời ha mọi người, chứ không phải là cái hạng dạng
chung là dạng thương hiệu nhỏ đâu ha. Rồi Seagate nha, mình mua lần này là ba cái để sử dụng ha mọi người. Rồi nếu mọi người có nhu cầu thì click vô cái phần mô tả đó ha, có cái đường link của Tiki mình để sẵn đó. Rồi xin chào mọi người nha.